Phan Bóng Đá Chính Hiệu đã quay trở lại với channel của Mr. Zero. Hơn 35 tình huống ngẫu nhiên khiến bóng đá trở nên thú vị. Trong chiến thắng 2-1 của Tottenham trước Arsenal tối 12 tháng 7, giờ Hà Nội, Son Heung-min góp công lớn nhất với một bàn thắng và một pha kiến tạo cho Toby Alderweireld. Phút 19, Son Heung-min giúp Tottenham gỡ hòa 1-1 sau cú lướt bóng tinh tế. Đây là lần đầu tiên Son chọc thủng lưới Arsenal sau 10 lần chạm trán pháo thủ. Cụ thể ở phút 19, Kolasinac truyền về cầu thả khi Louis chơi ở tư thế sẵn sàng nhận bóng. Ở tuổi 33, trung vệ người Brazil không thể theo kịp được Son Heung-min và ngăn chặn tiền đạo người Hàn Quốc bấm bóng qua Martinez. Cùng điểm lại, hơn 35 tình huống ngẫu nhiên khiến bóng đá trở nên thú vị. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai được chúng mình đính kèm ở dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhé và có thể ủng hộ chúng mình mọi lúc mọi nơi. Với những người dành tình yêu mến cho môn thể thao vua, bóng đá không chỉ dừng lại ở danh hiệu, ở những trận đấu mang đậm nét thù địch, những kết quả thắng thua hay những ngôi sao hàng đầu. Bóng đá còn là những tình huống bất ngờ thú vị, là thứ gia vị khiến cho bộ môn túc cầu chưa bao giờ ngừng độ hot hay lép vế trước bất kỳ môn thể thao nào khác. Ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi tổng hợp lại một số tình huống đáng nhớ như thế nhé. Trong trận đấu với Leicester trong khuôn khổ vòng 34 giải Ngoại hạng Anh, Eddie Nketiah đã trở thành cầu thủ bị trút quyền thi đấu nhanh nhất mùa giải với chỉ vỏn vẹn 48 giây sau khi vào sân. Tình huống vào bóng cao chân với hậu vệ James Justin bên phía bày cáo đã khiến Arsenal ngậm trái đắng khi phải chơi thiếu người và chấp nhận chia điểm với Leicester. Ansu Fati, thần đồng của Barcelona, cũng có một tình huống tương tự khi bị trút quyền thi đấu ngay khi vừa được tung vào sân 5 phút. Sau khi có pha vào bóng cao chân với Fernando Calero bên phía Espanyol trong lần đối đầu của hai đội tại vòng 35 La Liga. Trong mùa giải 2019-2020, các cầu thủ Arsenal thường tự đưa mình vào tình thế khó khi liên tục có những pha xử lý không thể tệ hơn. Đầu tiên là pha xử lý đi vào lòng đất của David Luiz khi có một pha kiến tạo đặt Sterling vào tình huống không thể không ghi bàn. Và trong trận đấu với một đối thủ sừng sỏ khác, các cầu thủ bên phía pháo thủ lại một lần nữa tung ra đường chuyền không thể tai hại hơn khi bóng được đưa trực tiếp đến Son Heung-min, sát thủ số 1 bên phía Tottenham. Và trong tình huống sau đó, chỉ cần Harry Kane chỉnh chu hơn một chút trong khâu dứt điểm thì Arsenal chắc chắn sẽ phải nếm trái đắng do chính mình tạo ra. Một trong những tình huống trở nên viral trên mạng xã hội và gần như được nhắc lại mỗi năm đó là việc Steven Gerrard bị một cổ động viên nhí, cũng là một cậu bé mascot bên phía Chelsea, xỏ mũi. Có lẽ huyền thoại của Liverpool không thích điều này, nhưng tình huống vẫn trở nên vô cùng hot bởi sự tinh nghịch của cậu nhóc và cách xử lý rất ngôi sao của cựu cầu thủ người Anh. Số áo chính là cách nhận diện khuôn mặt của cầu thủ khi thi đấu trên sân. Tuy nhiên, chàng cầu thủ này có vẻ không quan trọng lắm việc người ta có thể gọi anh là số 23 hoặc số 24 thì phải. Sao cũng được, quan trọng là phải thi đấu thật tốt và hết mình thôi. Tiếp tục là một tình huống đến từ Gerrard sau khi được vào sân thay người, cựu tiền vệ Liverpool đã có một pha phạm lỗi thô bạo và khá lộ liễu với Ander Herrera, cầu thủ bên phía Man United. Tình huống này khiến đội trưởng của Liverpool khi ấy ngay lập tức bị trút quyền thi đấu chỉ sau vỏn vẹn 38 giây được tung vào sân và chắc chắn là một kỷ niệm mà anh không bao giờ muốn nhắc lại.
Khi còn khoác áo Chelsea, Eden Hazard đã có một tình huống xấu xí khi không giữ được sự bình tĩnh mà đi đường quyền với cậu bé nhặt bóng để rồi phải nhận một thẻ đỏ, là một cái giá quá đắt và không đáng chút nào. Trước khi trở thành trụ cột của tuyển Anh và đội trưởng vĩ đại của lữ đoàn đỏ, Steven Gerrard cũng đã có những đường chuyền lỗi, và mặc dù bàn thắng đến từ pha đá phạt đền của Zidane chủ yếu xuất phát từ tình huống phạm lỗi của thủ môn, nhưng nhiều người cho rằng nguồn cơn chính là đến từ đường chuyền tai hại của tiền vệ mang áo số 4. Khi còn chơi cho màu áo của pháo thủ, Lord Benner đã thường được nhắc đến như một biểu tượng của kỹ thuật sảy chân. Tất nhiên, tiền đạo người Đan Mạch không thích những biệt danh mà cổ động viên dành tặng cho mình, nhưng Thánh Lord có vẻ cũng không phải là cái tên mà người hâm mộ Arsenal muốn nhắc đến quá nhiều. Trong tình huống này, Luis Nani đã có một pha bứt tốc với đôi chân như được gắn động cơ để trực tiếp mang đến một chiến thắng cho Man United trước gã hàng xóm ồn ào ở ngay phút bù giờ thứ 3 trong trận tranh siêu cúp Anh 2011. Từ quả phá bóng dài ở vòng cấm địa đội nhà của Rooney, Nani bứt tốc gây sức ép khiến Kompany lúng túng phá bóng trúng đầu gối của tiền vệ MU, giúp anh một mình một bóng chạy xuống lừa qua Zohat và đưa bóng vào lưới trống. El Clasico luôn được xem là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất thế giới bởi đó là cuộc đối đầu của những đội bóng số 1. Và trong những trận đấu có tính kèn cửa như vậy, chỉ cần một chút sơ sẩy, ngay lập tức vị đắng sẽ đến, giống như tình huống mà Barca phải trả giá trước sự cố gắng đến cùng của Di Maria như thế này. Tổng hợp những cái chân gỗ của làng túc cầu khi liên tục có những pha bắn chim khi đệm bóng cận thành, gọi tên của những hảo thủ như Eden Hazard, Dimitar Berbatov, được xem là những ngôi sao có thể mang lại sự thay đổi cho thế cục trận đấu. Nhưng nhiều khi họ làm điều này không hề tốt một chút nào. Phil Jones có lẽ là một trong những trường hợp đầy tranh cãi của bóng đá thế giới khi trong nhiều trận đấu cầu thủ người Anh thể hiện những phẩm chất cùng tinh thần thi đấu của một hậu vệ hàng đầu. Nhưng cũng trong rất nhiều trận đấu, cầu thủ đang chơi cho Quỷ Đỏ có những phòng ngự đi sâu vào lòng đất và thậm chí là những tình huống phản lưới nhà khiến cho De Gea chết lặng như thế này. Những tình huống mà các bạn vừa theo dõi cũng là những tình huống mà các cầu thủ không bao giờ muốn nhắc lại trong sự nghiệp thi đấu của mình. Tuy nhiên, bóng đá có muôn hình vạn trạng, chính là những tình huống đó đôi khi lại khiến môn thể thao vua ngày càng được yêu thích và được mong đợi hơn.
bạn ấn tượng với tình huống nào? Đừng quên chia sẻ cho chúng tôi nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.